Xin chào quý vị và các bạn. Ngày hôm nay thì Phương Nga cùng với chương trình chia sẻ những mẫu nhà đẹp cùng Kisato sẽ đưa quý vị đi tham quan một công trình nhà vườn mái Thái của gia chủ là chị Bích tại xã Thọ Ngọc, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Và ngay sau lưng tôi đây là công trình của gia đình nhà chị đang trong quá trình hoàn thiện thi công xây dựng. Thành quả hiện trạng công trình hiện tại thì đã đạt được 80% rồi. Công trình này thì có kích thước tổng quan chiều ngang là 14,475m, chiều sâu tính cả sảnh là 8,3m ạ. Và ở phía bên trên là phong cách kiến trúc mái Thái rất là đồ sộ. Và bề thế ở phía mặt tiền thì đã được chúng tôi bo viền chữ A khỏe khoắn với cái hệ mái Thái này. Nhìn vào từ phía đằng trước thì công trình này hiện lên rất là cao và nổi bật ở khu vực này. Ở phía dưới hệ mái thì chúng tôi cũng đã kết hợp những cái chi tiết trang trí, sử dụng những cái mảng màu đối lập nhau, màu cam nâu trên cái nền sơn màu trắng chủ đạo của công trình này, cũng góp thêm cái tính nổi bật của ngôi nhà. Ở phía bên này là phần sảnh chính chúng tôi đã phát triển cho công trình này. Từ cốt sân lên tới cốt nền sảnh chính là 5 bậc. Tiến lên ngôi nhà sẽ giúp tăng cái chiều cao của ngôi nhà này lên và cũng phù hợp với cái phần diện tích sân vườn còn lại khá là rộng rãi của công trình ạ. Ở phần sảnh chính này thì chúng tôi đã thiết kế cho ngôi nhà hệ hai cột trụ rất là to. Quý vị có thể thấy ở đây hình vuông nâng đỡ hệ mái Thái. Đối với cái hệ cột này thì ở phần chân cột gia chủ đã ốp đá rất là sang trọng. Phần trên thì là xử lý kỹ thuật là sơn giả đá cũng rất là đẹp. Tiến dịch sang phía bên này là khu vực sảnh cà phê. Ở phía bên trên thì được trang trí bởi hệ lam bê tông sơn giả gỗ, khá là tinh tế. Sau này khi mà tới bước hoàn thiện thì gia chủ sẽ gia cố thêm phần kính ở bên trên hệ lam này nữa. Ở phía bên này thì công trình cũng có thêm những cái chi tiết là hệ cột để đỡ cái phần mái ở phía mặt bên này của công trình ạ. Phần hệ cột này thì có kích thước nhỏ hơn so với hệ cột ở khu vực sảnh chính. Và quý vị cũng có thể thấy toàn bộ chất liệu của hệ cửa sổ của công trình thì đã được gia chủ sử dụng là chất liệu nhôm kính. Ở dưới chân công trình thì đã được ốp gạch thẻ màu cam rất là sạch sẽ, đảm bảo độ bền cho công trình theo thời gian ạ. Và xin mời quý vị chúng ta hãy cùng vào phía bên trong để khám phá xem là bên trong này thì chúng tôi đã bố trí những chi tiết công năng mặt bằng cho ngôi nhà này như thế nào. Không gian phòng khách của ngôi nhà thì có diện tích là 33m2 ạ. Và bước vào đây thì quý vị có thể thấy đây là một căn phòng ngôi nhà vườn có chiều cao khá là cao so với lại mặt bằng chung các công trình nhà vườn khác. Và chúng tôi đã giới thiệu tới quý vị ở hai bên tường ở phía không gian phòng khách này thì đều được gia chủ trang trí bởi những cái bức tranh đá. Ở phía bên này, ở hướng tay của Phương Nga đang chỉ đây là một bức tranh đá có kích thước rất là lớn và nổi bật. Ở phía bên kia thì bức tranh có diện tích nhỏ hơn. Và ở trên trần nhà ở hai bên này thì cũng đã được gia chủ trang trí bởi những cái bức tranh sơn tường. Bốn phía xung quanh thì được sơn giả gỗ rất là sang trọng. Và xung quanh ngôi nhà này quý vị có thấy rất là nhiều những cái ô cửa sổ đã được các kiến trúc sư của chúng tôi bố trí để đảm bảo cái tính hòa hợp với thiên nhiên, đặc điểm đặc trưng của một ngôi nhà vườn cấp 4 ạ. Và đối với công trình này thì chúng tôi đã bố trí cho gia chủ bao gồm là 4 phòng ngủ nằm ngay bên cạnh phòng khách, là một không gian phòng ngủ có diện tích khoảng 13m2, có hai ô cửa sổ chúng tôi đặt ở hai bên. Và ở nằm bên cạnh không gian phòng ngủ đó là không gian phòng bếp được nối thông từ phòng khách tiến vào bên phía bên trên này. Tại đây thì gia chủ đã kịp sắm sửa bộ kệ bếp, tủ bếp chất liệu là từ nhôm vân gỗ cũng rất là đẹp. Ngoài ra thì vẫn còn 3 căn phòng ngủ khác chúng tôi lần lượt bố trí ở phía cuối này. Đây là một không gian phòng ngủ có diện tích nhỏ hơn căn phòng vừa rồi tôi đã giới thiệu với quý vị. Và trong căn phòng ngủ này thì cũng được gia chủ tiếp tục sử dụng cái chi tiết trang trí là một bức tranh đá ở phía bên này. Và toàn bộ hệ cửa thông phòng cũng như là cửa chính của công trình thì đều được sử dụng là chất liệu bằng gỗ rất là chắc chắn.
Hai căn phòng ngủ còn lại thì nằm gần như là đối diện nhau. Ở phía bên này, một căn phòng ngủ cũng được trang trí ở bên này là bởi một bức tranh đá và có ô cửa sổ để đảm bảo lấy sáng từ phía sau. Phòng ngủ cuối cùng của công trình này thì có diện tích nhỏ nhất trong cả 4 căn phòng và cũng đảm bảo ánh sáng và không khí khi chúng tôi đã bố trí ở hai bên là hai ô cửa sổ. Và ở phía cuối này đó là không gian nhà tắm để tất cả các thành viên có thể cùng sử dụng không gian này. Diện tích cũng khá là rộng rãi từ 7 đến 8 mét vuông và hiện tại thì gia chủ cũng đã kịp sắm sửa đầy đủ các cái trang thiết bị sử dụng. Và còn nhà vệ sinh để sử dụng chung cho tất cả các thành viên thì lối đi sẽ chúng ta sẽ tiến ra từ ô cửa này, từ không gian phòng bếp để có thể ra được nhà vệ sinh. Lý do chúng tôi bố trí như thế này là do nhu cầu của gia chủ trao đổi với chúng tôi từ đầu. Đây là cửa để bước vào không gian nhà vệ sinh ạ. Nhà vệ sinh này thì nằm ngay cạnh phòng tắm vừa rồi chúng tôi đã giới thiệu tới quý vị. Đây là không gian sân ướt để sau này gia chủ có thể nấu nướng thêm ở phía bên ngoài này. Đây là cầu thang để hướng lên trên tầng áp mái. Hiện tại thì gia chủ có chia sẻ với chúng tôi là phía không gian bên trên đó sẽ được sử dụng để những cái đồ mà vật dụng không có sử dụng đến. Và như vậy là vừa rồi thì tôi đã giới thiệu chi tiết tới quý vị phần không gian ngoại thất ở phía bên ngoài của công trình nhà vườn cũng như là công năng mặt bằng mà các kiến trúc sư của chúng tôi đã bố trí cho ngôi nhà của chị Bích tại tỉnh Thanh Hóa. Hiện tại thì công trình mới hoàn thiện được khoảng 80% thôi. Chúng tôi vẫn chưa có thể có cơ hội phô được trọn vẹn cái vẻ đẹp của công trình này tới quý vị. Tuy nhiên thì đây cũng là một cái công trình, một cái mẫu thiết kế rất là đáng để chúng ta tham khảo. Và nhìn từ xa hiện tại với cái ngoại 80% công trình đã được hoàn thành thì chúng tôi đã thấy được đây là một ngôi nhà rất là nổi bật ở địa phương này rồi. Nếu như mà quý vị cũng cảm thấy ưng ý và thấy thích cái mẫu thiết kế này và có quan tâm thì đừng ngần ngại liên hệ tới hotline của Kisato đã được chúng tôi đính kèm ở phía dưới video clip để được nhận được sự tư vấn và hỗ trợ kịp thời nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những video chia sẻ những mẫu nhà đẹp khác.